Cổ 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 tên là gì? Nguyễn Thị Loan, năm sinh năm 66 ở tỉnh Long An. Ở Long An ha, Long An mà mình chạy thận ở đây. Là bao nhiêu lâu rồi? Nay 1 năm. 1 năm rồi hả? Ừ, cô mà cô với chú được bao nhiêu người con? 2 đứa. À, lớn hết chưa? Đứa 40 hơn đứa 30. À, rồi hai về nữa đây. Rồi hôm nay 1 tây tháng 6, 2023 thì em Hà Thị Dung, rồi em Thơm đến nghỉ xin bên em Quỳnh Chí Hiếu, đại diện Mỹ Tho Xưa Giờ Nay tặng cho hoàn cảnh đang điều trị ở bệnh viện K20 một chiếc xe lăn. Linh Mỹ Tho. Mở chiếc xe ra luôn. Cô tên gì vậy chú? Nguyễn Thị Loan. Nguyễn Thị Loan nhiêu tuổi? Sinh năm 66, nay 59 tuổi. À. Rồi đây nhóm đây là chiếc xe lăn này của bên em Quỳnh Chí Hiếu ha, đại diện Mỹ Tho Xưa Giờ Nay tặng cho gia đình mình, cho chú ý cho cô chiếc xe lăn ha. Thơm Thơm cầm chị. Em Phương Vinh chị của em Ngọc á, gửi cho 500.000 nha cô. Em xin gửi 500.000 để lại nha.